Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình thấy tổ chim bị bịp cóc đây các bạn. Tổ này có hai chú chim non nha các bạn ơi. Đó. Và cái tổ này thì nó làm ở trên cây cỏ tranh nha các bạn. Tức là nó làm ở trong bụi cỏ tranh. Cho nên là cái tổ nó gió qua thì nó khá là nghiêng nha các bạn này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ gắn máy quay để xem chim bố mẹ tổ này nuôi con nha các bạn. Và các bạn xem video thì đừng quên ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
Vâng các bạn ơi, thì mình thấy đi loài chim mềm bịp nó tha mồi rất là ít lần thôi nha các bạn, bởi vì những miếng mồi mà chim mẹ tha về cho chim con ăn ấy, nó là toàn là những miếng mồi rất là to đó, ví dụ như là con ve, và như các bạn cũng đã thấy thì chim mẹ còn tha cả con bọ ngựa nữa về mượn cho chim con nha các bạn. Đó, con bọ ngựa thì khá là to nhưng mà chim con vẫn ăn được nha các bạn ơi. Đó, và những miếng mồi to như vậy thì chim con no rất là lâu nha các bạn. Thì mình đặt khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ nha các bạn, thì chim mẹ mới cho chim con ăn khoảng 5 lần thôi. Đó. Rồi, thì ở video sau thì mình sẽ đến quay chim mẹ nuôi con tiếp nha các bạn. Và video này của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.